Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay, mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe một câu chuyện của Quách Tử, Song Sinh. Quý khán thính giả nào chúng ta yêu thích những câu chuyện của Quách Tử thì hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì để ở phần mô tả video. Quý thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là kênh Xóm. Hãy nhấn vào cái chuông để chúng ta cập nhật video mới mỗi ngày nhé. Ngay bây giờ, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Trong quá khứ, tôi từng có một người em song sinh. Đó là một cô bé ra đời cách tôi khoảng vài phút. Ở quê tôi, những cặp song sinh như vậy thường được coi là một điều gì đó rất diệu kỳ. Nó đồng nghĩa với sự may mắn. Lại có kẻ không mấy tốt bụng thì cho rằng đó là sự luân hồi chuyển kiếp của một cặp nghiệp duyên nào đó. Ấy là sự trái quấy và trời đất sẽ tự chia cách thêm một lần nữa. Mà mọi người cũng biết rồi đấy. Lời đồn, nó thường hướng về sự ác ý hơn là mấy lời tốt đẹp. Thật vậy, hồi nhỏ người nhà tôi vẫn thường hay nghe mấy bà tám thổi tai nhau rằng một trong hai đứa chúng nó sẽ không thể sống được đến lúc trưởng thành. Những lần nghe mấy người nhắc đến chuyện đó, cả mẹ và bà nội tôi đều tìm cách dắt chúng tôi ra chỗ khác. Tôi biết họ không muốn anh em tôi bị ảnh hưởng bởi những lời nói có phần mê tín tới độ ác ý. Nhưng tôi không có tin vào lời bọn họ. Miệng thiên hạ mà, nói sao thì nói thôi. Chả phải chúng tôi vẫn lớn lên từng ngày cùng nhau hay sao? Vậy cho dù họ có đồn thổi, chắc gì đã thành sự thật. Đó là những gì tôi suy nghĩ, hoặc nói chính xác hơn là đã từng suy nghĩ. Cho đến một ngày mùa hè của năm chúng tôi chuẩn bị lên lớp 5, tôi và người em gái song sinh của mình không bao giờ được nhìn thấy mặt nhau nữa. Ngày hôm đó, tôi nhớ mình đã ngủ một giấc rất dài. Cho đến khi rời khỏi giấc mộng thì trời đã tối mịt. Hình ảnh đầu tiên sau khi tôi mở mắt là cảnh tượng mấy người trong làng tụ tập rất đông ở nhà tôi. Sắc mặt ai nấy cũng đều căng thẳng. Còn mẹ và bà tôi thì khóc rất nhiều. Rồi sau đó độ hơn 5-10 phút, có một ông chú ẵm em gái tôi từ ngoài cánh cổng đi vào bên trong sân nhà. Toàn thân chú đó và em gái tôi đều ướt sũng. Dưới ánh đèn dây tóc màu vàng, tôi thấy đôi tay con bé buông thõng, hai mắt nhắm nghiền và da dẻ đã chuyển qua một màu xám xịt. Lúc đó tôi mơ hồ nhận ra con bé đã không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng tại sao nó lại bỏ chúng tôi ra đi một cách đường đột như vậy chứ? Tôi tự hỏi mình, trong mắt cũng bắt đầu nhòe đi. Ở khoảng sân lát gạch đỏ trước nhà, mấy người hàng xóm đã trải một tấm chiếu nhỏ ở ngay giữa. Bên góc sân, mẹ tôi dường như muốn ngã quỵ. Bà liên tục gào khóc, đòi nhoài người về phía con bé, nhưng không thể vì có mấy cô trong làng ôm chặt lấy. Tôi cũng không biết tại sao họ lại làm vậy. Cho đến sau này mới biết đó là một điều kiên kỵ xảy ra với người chết nước. Và tất nhiên ngay cả tôi cũng không được phép lại gần đứa em sinh đôi của mình. Một lúc sau, tôi thấy có mấy ông chú lạ mặt đem một chiếc quan tài nhỏ xíu đến đặt ở cạnh xác con bé. Lúc này, khoảng sân nhỏ nhà tôi liên tục vang lên những âm thanh nghe não nề. Thực sự thì không có từ ngữ nào có thể tả về khung cảnh lúc đó. Một hồi sau, vị sư chùa đi cùng với nhóm người mặc đồng phục màu đen tiến đến chỗ mẹ tôi, chắp tay nói gì đó với bà ấy. Xong, ông lại bước đến gần tấm chiếu đặt xác em gái tôi, rồi gõ mõ theo nhịp đọc của một bài kinh cầu siêu. Chả bao lâu sau, cái cơ thể nhỏ nhắn nằm giữa sân bị mấy chú nọ quấn chặt bằng những tấm vải liệm màu trắng, trông không khác gì gói bó. Rồi họ lại tiếp tục làm một vài nghi thức thường thấy trong các đám tang trước khi đặt thi thể của con bé vào bên trong chiếc quan tài. Khi đó, mặc dù tôi được bác trưởng thôn giữ khoảng cách kha khá với cổ áo quan,
nhưng bên tai tôi vẫn có thể nghe rõ mồn một từng tiếng búa nện vào những chiếc đinh trên nắp ván thiên. Xong xuôi mọi việc, họ lại rời đi, để lại khoảng sân những ánh mắt buồn bã, những cái thở dài xót xa khi nhìn vào cái nơi em ấy nằm. Bát nhang tạm bợ làm từ một đoạn thân cây chuối đặt trên nắp áo quan, lần lượt được bà con chậm sớm cắm vào đó những nén nhang. Một cái đám tang không kèn trống cứ thế lặng lẽ diễn ra. Cho đến rạng sáng ngày hôm sau, xác em gái tôi được người ta đặt lên cổ xe tay kéo ra khu đồng mã, vùi sâu xuống mấy tấc đất. Sang ngày thứ hai, bố tôi về nhà rồi lại rời đi vào sáng hôm sau. Tôi và mẹ không thể trách ông được, bởi công việc tại cơ quan không thể thiếu ông dù chỉ một ngày. Việc tang ma cho em gái coi như đã xong. Dù những người còn lại như chúng tôi không muốn gặp phải tình cảnh sinh ly tử biệt, thì nó cũng đã mộ yên mã đẹp. Một tuần trôi qua, tôi và mẹ cũng đã bắt đầu làm quen dần với chuyện đó. Ngày thứ 49, tôi có ngỡ rằng cuộc sống bắt đầu trở lại bình thường, nhưng cái sự ma quái mới chỉ bắt đầu. Nói ra là em gái trở về báo cho tôi biết về kẻ đã ra tay sát hại con bé. Tối hôm đó, tôi ngồi tập làm mấy phép toán cộng trừ, thi thoảng lại liếc ánh mắt sang khoảng không trống vắng bên cạnh. Nơi đó, em vẫn thường hay ngồi ngắm những con búp bê nhỏ của nó, trong khi tôi đang cố gắng hoàn thành bài tập của mình. Con bé khá thông minh, cho nên việc nó hoàn thành bài tập về nhà trước tôi cũng chẳng có gì lạ cả. Thực tình thì lâu lâu tôi vẫn lén lút đưa bài của mình để cho. Vậy mà bây giờ, chiếc ghế dài chỉ còn lại sự trống vắng. Những con búp bê và đồ dùng được mẹ tôi đốt đi sau khi chôn con gái mình vài hôm. Tuy thế, tôi vẫn lén lút giữ lại được một cuốn tập của em. Thứ đó tôi để ở ngăn kéo, lâu lâu lấy ra đặt ngay ngắn trên bàn, giống như kiểu con bé vẫn ngồi học cùng với anh trai của nó. Mẹ lúc đầu nhìn hành động đó của tôi chỉ lặng lẽ nhìn với đôi mắt đỏ hoe, xong cũng chẳng nói gì, kệ tôi giữ cuốn tập như một kỷ vật giữa hai đứa. Khẽ liếc mắt qua cái bàn thờ để tấm di ảnh nhỏ bận đồng phục học sinh sau bát nhang còn đang phản phất làn khói nhang lờ mờ, xong lại thở hắt ra một hơi, tiếp tục công việc tính toán của mình. Khổ quá. Giá như có ở đây thì... Tôi thầm nghĩ, hai tay đưa lên vò đầu bức tai, rồi quay qua nhìn vào cuốn vở đang được đặt ngay ngắn tại chỗ em gái thường ngồi học. Đột nhiên, từ phía cánh cửa sổ khép hờ phía bên phải phòng, bị cơn gió lạnh lẽo lùa vào, đem theo một thứ mùi hơi tanh tanh, chả khác gì bùn dưới ao đầu làng mỗi lần nó bị tắc cạn nước vào mùa hè, khiến cho tôi nhăn mặt khó chịu. Thứ mùi đó thật sự chả mấy dễ chịu gì đối với tôi cả. Toàn đứng dậy tiến đến chỗ cánh cửa nhằm khép chặt nó lại, thì cuốn tập trên bàn của em gái tôi như bị một thế lực vô hình nào đó khẽ lật dở từng trang một cách từ từ, khiến cho sống lưng của tôi như có luồng điện chạy dọc. Cảm giác như thể cô em sinh đôi của mình đang ngồi đây. Trong giây phút đó, tôi chỉ biết đứng chết sững người, miệng há hốc, mắt trợn trừng, đến một lời cũng không thể thốt ra được. Cùng lúc này, ở bên ngoài hiên nhà, tiếng của con mít sủa lên từng hồi, nghe cứ nhắm nhẵn, cũng không giống với tiếng cắn trộm hay người lạ, mà giống như kiểu mỗi lần em gái và tôi đi học về hơn. Trước mặt tôi, từng trang giấy viết những nét chữ nắn nót của em vẫn được lật mở một cách từ từ chậm rãi, cho đến khi nó dừng lại ở một trang giấy trắng. Nhưng nó cũng chẳng sạch sẽ được bao lâu, bởi vì sau vài giây, màu trắng bắt đầu bị vấy bẩn bởi những vết bùn đen hình bàn tay nhỏ xíu cứ tự nhiên xuất hiện. Lúc đầu chỉ lờ mờ,
Xong qua một cái chớp mắt, nó đã đậm lên khá nhiều. Giây phút đó, tôi có thể khẳng định rõ, đó là dấu tay của người em sinh đôi đã mất của mình. Cảnh tượng ma quái trước mắt khiến cho tôi vừa mừng vừa sợ. Cảm giác lẫn lộn không biết phải nói như thế nào. Có điều sự ma quái ấy chẳng diễn ra được bao lâu thì dấu bàn tay xuất hiện trên trang giấy trắng biến mất rất nhanh. Chỉ còn lại hai chữ viết ngoạch ngoạc bằng bùn đen của em gái: ông kẹ. Trong giây phút đó, tôi chỉ biết rung lên từng chập. Hai chữ đó chẳng phải nói về một gã quái nhân có 12 con mắt sáng rực, thường hay lang thang trên con đường vắng vào những đêm trăng lu gió mờ, vai vác theo cái bị bằng sợi cói đựng những đứa trẻ bị lão bắt cóc đem đi. Chả lẽ em gái là bị... Một ý nghĩ xoẹt qua trong tâm trí tôi như một tia lửa điện, truyền một cảm giác tê tái từ gáy kéo dài xuống hết sống lưng. Không thể nói thứ xảy ra trước mắt chỉ là do hoa mắt mà thành, bởi dòng chữ vẫn còn đó. Phải hơn chục giây chết sững trước cảnh quái đản vừa mới diễn ra, tôi mới có thể rung giọng gọi mẹ. Lúc này bà đang may lại chiếc áo đồng phục bị sức chỉ của tôi ở phòng ngủ. Nghe thấy tiếng gọi của con trai, liền đặt xuống giường, tiến đến chỗ tôi. Có chuyện gì vậy con? Tôi rùng rùng tay chỉ về phía cuốn tập của em gái đặt ở bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía mẹ với tâm trạng lo sợ. Em mới về. Em... Mẹ tôi tròn mắt ngạc nhiên, xong tiến đến ôm tôi vào lòng an ủi. Chắc con nhớ em quá nên ngủ mơ đó, chứ mẹ có thấy cái gì đâu. Không thấy. Tôi thầm nghĩ, chả phải người em sinh đôi quá cố đã để lại hai chữ ông kẹ bằng bùn đen rõ ràng trên trang giấy trắng hay sao? Đúng ra mẹ phải nhìn thấy nó chứ, tại sao lại... Không, lúc nãy là con thấy. Tôi nói, ánh mắt hướng về phía cuốn vở bài tập của em gái, xong lại một lần nữa im lặng không thể thốt lên một lời nào. Nó vẫn ở đó ngay ngắn trên bàn, từng trang giấy chưa từng bị lật mở. Tôi khẽ đẩy mẹ ra rồi chộp lấy cuốn vở trên bàn, đưa ra trước mặt bà ấy mà lật tới trang giấy có dòng chữ một cách vội vàng. Hàng trăm câu hỏi dồn vào trong bộ não tôi cùng một lúc. Có phải em tôi đã trở về hay chỉ là một giấc chiêm bao như lời mẹ nói? Trang giấy cuối cùng được mở ra, không có một dòng chữ nào bằng bùn xuất hiện trên đó cả. Vậy là thứ quái dị vừa xảy ra với tôi lúc nãy chỉ là một giấc chiêm bao hay sao? Nhưng làm sao có thể nói đó là một giấc chiêm bao được, bởi sống mũi tôi vẫn còn thoang thoảng mùi bùn đất tanh tưởi. Thôi, con vào trong nhà ngủ đi, mẹ nói nhỏ, giọng hơi buồn bã, rồi lặng lẽ bước vào bên trong phòng ngủ. Tôi cũng rời bàn học tiến về phía căn phòng ngủ của mình. Chỉ là khi đi được vài bước thì bàn chân tôi lại vô tình giẫm phải một thứ gì đó có cảm giác ẩm ướt. Liền cúi mặt xuống thì thấy dưới ánh đèn vàng hiu hắt chiếu xuống những vết bùn đen nhỏ xíu kéo dài ra đến tận cửa. Điều đó càng có thể chứng minh rằng em tôi đã ở đây và muốn nhắn nhủ đến tôi và mẹ về lão già quái dị trong lời hù dọa của người lớn. Định gọi mẹ một lần nữa, nhưng tôi lại phải tự gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu, bởi chắc gì khi bà ra tới đây thì những dấu chân kia còn xuất hiện ở đó. Cuối cùng vẫn là đi ngủ, mong là ngày mai tôi có thể tìm ra được một thứ gì đó có thể chứng minh về điều quái dị vừa xảy ra với tôi không phải là do mệt mỏi sinh ra ảo giác. Đêm hôm đó, tôi nằm trằn trọc suy nghĩ mãi về điều mình trải qua lúc tối. Nói là sợ ma thì không phải. Kỳ thực mà nói, hai anh em không phải là mẫu trẻ em sợ mấy thứ đó. Nhưng ông kẹ thì lại là một chuyện khác với tôi. Đó là một mối nguy hiểm luôn tiềm tàng trong tâm trí. Nó thường được dùng để răn đe anh em tôi từ khi còn bé.
Vậy em gái tôi bị ông kẻ ám hại hay sao? Ông kẻ thì làm sao lại dìm chết em gái dưới ao? Liệu lão có tìm đến tôi? Tôi nghĩ mà không khỏi rùng mình lạnh toát người. Chuyện này nếu đúng như những gì tôi suy nghĩ thì e rằng... Cửa đóng kín. Và tôi còn có mẹ ở đây bảo vệ, chắc là không sao đâu. Tôi tự an ủi mình bằng ý nghĩ đó, rồi cố dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng chẳng thể nào chợp mắt. Chỉ đến khi mệt quá mà thiếp đi lúc nào không biết. Lúc tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên gần qua ngọn tre. Bởi là ngày nghỉ cho nên tôi được mẹ cho ngủ lâu hơn một chút. Rời khỏi phòng, tôi thấy mẹ đang lau sàn nhà. Cái chậu nước đen xì bên cạnh mẹ phảng phất một mùi tanh tưởi thoảng qua mũi tôi. Mẹ vừa lau sàn vừa nói lẩm bẩm: Con Bích lại tha lôi thứ gì về không biết. Tôi định nói ấy không phải là bùn đất do con Bích gây ra, nhưng dù có nói mẹ cũng chẳng tin, bởi điều quái dị kia bà đâu có chứng kiến. Mẹ lau nhà xong tiến tới an ủi tôi mấy câu, rồi lại thắp lên ban thờ em gái một nén nhang. Chợt tôi thấy trên tấm di ảnh của em từ từ hiện lên một dòng chữ màu đỏ nhỏ xíu, ngay chỗ ghi ngày tháng em từ trần. Là ông kẻ giết em. Nét chữ trông không còn mới, có thể nó đã ở đó cả tuần rồi. Nhưng tại sao bao nhiêu lần tôi và mẹ thắp nhang trước tấm di ảnh đều không thấy nó? Hay là nó chỉ mới xuất hiện để nhắc cho tôi biết? Là ông kẻ hại chết em. Là ông kẻ. Tôi thảng thốt kêu lên. Mẹ kéo tôi vào lòng, giọng trách móc nhẹ: Con đừng có làm thế. Con bé bị trảy chân chết đuối ở ao làng. Mẹ an ủi rồi đi lấy cho tôi hai viên kẹo màu xanh đỏ. Chắc có lẽ bà muốn dỗ tôi, hoặc không muốn tôi nói về cái chết của em gái. Nhưng làm sao có thể bỏ qua cơ hội chứng minh với mẹ rằng người em song sinh ấy đã về đây báo cho tôi biết sự xuất hiện của kẻ đã gây ra cái chết tức tưởi cho em. Và biết đâu được nạn nhân tiếp theo lại là tôi hoặc mấy đứa bạn trong làng thì sao? Không ai có thể biết gã đàn ông có 12 con mắt đó sẽ làm gì tiếp theo. Hả? Mẹ nhìn tấm di ảnh có dòng chữ. Tôi nói, tay run run chỉ về phía tấm di ảnh. Mẹ cũng bất giác hướng ánh mắt về phía tay tôi. Dòng chữ vẫn còn y nguyên trên tấm di ảnh, nhưng khi mẹ cầm lên thì nó lại là vết bụi mờ trước mắt hai người chúng tôi. Mẹ lấy khăn lau qua tấm di ảnh rồi đặt nó trở lại chỗ cũ, sau đó hướng ánh mắt nghiêm nghị về phía tôi. Mẹ không muốn con nói đến chuyện này nữa, nghe chưa? Em gái con là bị sẩy chân, còn ông kẻ chỉ là lời dọa dẫm cho đám con nít ngoan hơn mà thôi. Mẹ nói xong im lặng, nhìn về khoảng không gian trống vắng bên trong căn nhà. Tôi cũng chẳng còn biết nói gì. Chắc có lẽ mẹ đã đúng. Suốt mấy chục ngày qua, tôi luôn nghĩ về cái chết của em gái và câu hỏi tại sao nó lại bị như thế cứ quẩn quanh trong suy nghĩ, dẫn đến ảo giác nhìn nhầm cũng nên. Hai mẹ con tôi im lặng một hồi thì ở ngoài sân có giọng ý ới của đám bạn thân trong làng vọng vào. Là chúng nó rủ tôi đi coi đá bóng ở ngoài sân hợp tác xã. Tôi xin phép mẹ theo tụi bạn đi ra ngoài. Mẹ khẽ gật đầu đồng ý, không quên dặn tôi ăn sáng trước khi rời khỏi nhà. Trải qua một ngày khá vui vẻ với lũ bạn thân, tôi cũng quên mất tiêu vụ em gái nhắc đến ông kẻ. Nói gì thì nói, tôi cũng là một đứa con nít mà, sao trách được. Với lại mấy ngày sau đó, sự kỳ lạ đâu có xảy ra nữa. Mọi việc vẫn diễn ra một cách bình thường. Chỉ là mỗi khi đi học về, trong tôi luôn xuất hiện cảm giác trống vắng. Tôi nghĩ chắc do mình mới mất đi một người thân trong gia đình. Chỉ cần một thời gian nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hai từ sẽ ổn đó chỉ nằm trong suy nghĩ của tôi. Bởi thứ tôi trải qua hôm bữa hoàn toàn có thật. Có lẽ tôi phải nhấn mạnh cụm từ này thêm một lần nữa,
bởi kẻ làm hại em gái tôi bắt đầu xuất hiện. Thật đúng theo câu trước cơn bão lớn, bầu trời thường trong xanh mà. Đêm hôm ấy, tôi có chút sổ mũi nhức đầu nên đi nằm sớm hơn mọi khi. Giấc ngủ đến khá nhanh. Cho đến lúc nửa đêm, tôi cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Bèn đi ra phòng khách tu một hơi nước dài từ cái ống tích bằng sứ. Giải quyết cơn khát, tôi lại nhẹ nhàng bước từng bước về phòng. Chợt ánh mắt của tôi chạm phải một cái bóng đèn nhỏ xíu đứng ở ngay bụi chuối đối diện cánh cửa sổ phòng. Tôi kinh ngạc nhìn về phía cái bóng đang đứng đó, rồi dụi mắt mấy cái. Đến khi nhìn lại một lần nữa thì đã thấy nó xuất hiện ngay sát bên cánh cửa sổ phòng. Dưới ánh sáng màu vàng từ ánh đèn hắt qua chấn song bằng sắt, có thể thấy mái tóc ướt sũng xõa dài che kín mặt, kèm theo những giọt nước rơi xuống đất. Không gian xung quanh tôi bỗng trở nên im lặng tới mức lạ thường. Cảm giác như mình bị nhốt vào một căn phòng cách âm tuyệt đối. Tôi mơ hồ có thể nghe thấy tiếng tí tách từ bên ngoài dội thẳng vào trong màn nhĩ. Trong lúc tôi còn chưa kịp định thần thì nhân ảnh đó ngước mặt lên nhìn thẳng vào trong căn phòng. Là em gái tôi. Tôi sửng sốt thốt lên, chân lùi lại một bước. Bên ngoài khung cửa, đôi môi thâm xì trên khuôn mặt bủng bèo vì bị ngâm nước của em gái tôi bắt đầu mấp máy lên từng câu một. Âm thanh ồng ọc, rất khó nghe. Em bảo tôi trốn đi, là ông kẻ đó. Tôi lo lắng nói. Là ông kẻ sao? Ánh mắt hơi nhíu lại, nhìn về phía nhân ảnh người em sinh đôi. Lần này tôi có thể cử động một cách bình thường, nhưng tôi lại chẳng còn muốn gọi mẹ nữa, vì có gọi chưa chắc mẹ đã có thể chứng kiến cảnh con gái mình trở về. Em gái tôi vừa kết thúc câu nói thì ngay lập tức bị một thứ gì đó kéo ngược về phía sau với một tốc độ nhanh khủng khiếp. Khi tôi vừa kịp lao tới chỗ chấn song cửa thì nhân ảnh của nó đã ra tới bụi cây dâm bụt ở cuối vườn ngăn cách nhà tôi với con đường làng. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy ở sau tán cây có thấp thoáng ẩn hiện thêm một cái bóng đen không rõ nhân dạng, túm chặt lấy hồn phách của em gái tôi, rồi sau đó nhét vào bên trong cái bao bố đeo ở trên vai. Gã túm chặt miệng bao bằng một động tác rất nhanh gọn, rồi quay phát mặt nhìn về phía cánh cửa sổ phòng tôi. Không biết có phải là khuôn mặt không nữa, bởi nơi đó chỉ có mấy cái đốm sáng xanh lè như mắt mèo trên nền đen sâu thẳm, như muốn nuốt trọn tất cả ánh sáng vô tình chiếu vào. Mấy đốm sáng đó có lập lòe ẩn hiện. Có khi tôi cũng đã làm ướt đũng quần rồi. Thật sai lầm khi không nhờ đến sự giúp đỡ của người lớn mà. Thứ quái dị kia cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi, còn tôi thì chẳng thể nào làm gì ngoài trợn mắt há mồm hướng về phía 12 cái đốm sáng đó. 5 giây, rồi 10 giây trôi qua, đè lên lồng ngực tôi một bầu không khí nặng nề kinh khủng. Bên ngoài, thứ hay được người lớn gọi là ông kẻ kia rít lên mấy âm thanh nghe chói tai, rồi ngay lập tức hạ thấp mình khuất sau hàng rào dâm bụt. Tôi định thở hắt ra một hơi thì lão lại bay vụt lên trên không trung, nhìn không khác gì một con châu chấu vừa mới bật nhảy khỏi cành cây. Một tiếng bịch vang lên, hắn đã ở sát bên cánh cửa sổ phòng. Tôi vô thức hét lên một tiếng thất thanh, nhưng toàn bộ âm thanh vừa rời khỏi cổ họng đều bị thứ đó nuốt trọn. Chỉ chưa đầy 3 giây mà đã đủ khiến cho tôi sợ muốn tè ra quần. Trong khoảnh khắc, tôi sợ hãi tột độ. Gã quái nhân ấy lại đập thẳng mặt mình vào chấn song cửa sổ nghe cái rầm. Sau đó tôi chẳng còn biết gì nữa, cho đến khi bên tai nghe rất nhiều người gọi tên mình thì mới từ từ mở mắt ra.
thấy mình đang nằm ở trong bụi cỏ gần bờ ao đầu làng. Bên cạnh có một con mèo đen đang ngồi liếm mép nhìn tôi, kêu một tiếng mèo, sau đó lao vút đi. Bụi cỏ khá rậm rạp, cao quá đầu, lại sắc như dao cạo, nên tôi phải tốn cả phút mới có thể chui ra khỏi đó. Vừa thấy bóng tôi, những người trong làng liền hớt hải nói với nhau: "Nó đây này, kia kìa, đâu đâu đâu?" Mẹ tôi thấy vậy liền chạy tới. Mẹ ôm tôi vào lòng thúc thích, còn tôi thì chẳng hiểu tại sao mình lại có mặt tại đây. Một chú tiến đến ngồi xuống bên cạnh hai mẹ con tôi nói: "Bà xem đưa thằng bé về đi, chứ để nó nằm đây cả đêm." Cả đêm sao? Tôi thầm nghĩ, rõ ràng từ lúc gã quái nhân đó lao về phía tôi đến giờ, cao lắm cũng chỉ vài ba phút, tại sao lại có thể lâu đến vậy? Chả lẽ tôi bị lão ta bắt đi? Mà nếu vậy, tại sao tôi có thể thoát được cái túi cói của lão? Rồi con mèo đen lúc nãy là gì? Có phải chính nó đã cứu tôi một mạng? Hàng loạt câu hỏi dồn đến não bộ của tôi, cuối cùng cũng chả có lời giải thích. Thôi kệ, miễn sao mình không thành món canh xương hầm của ông kẹ là được rồi. Mẹ cõng tôi trên lưng đi cùng với mấy người trong làng về nhà. Khi chân tôi đặt xuống khoảng sân gạch đỏ trước nhà, cũng là lúc mặt trời lấp ló đằng sau bụi tre. Một số người hỏi han qua tình hình của tôi, rồi cũng quay về chuẩn bị công việc cho ngày mới. Chỉ qua một hồi, căn nhà đông đúc, chỉ còn hai mẹ con tôi và bác trưởng thôn. Lúc này tôi nằm trong phòng của mình, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Trên trán còn đắp thêm một cái khăn ướt để giảm độ nóng phát ra từ cơ thể. Bên ngoài phòng khách, mẹ tôi kể lại chuyện xảy ra hồi đêm qua cho bác trưởng thôn. Nhờ thế tôi mới có thể biết được phong phanh sự việc xảy ra lúc tôi bị ông kẻ bắt đi. Khi đó mẹ tôi đang ngủ, bỗng có một làn gió lạnh lẽo lùa qua, làm cánh cửa sổ bật tung, rồi lại đóng lại. Cái bản lề bị khô dầu lâu ngày liên tục vang lên những âm thanh cót két, kéo mẹ tôi khỏi giấc mộng. Toàn ngồi dậy đóng lại cánh cửa, thì lúc đó bên phòng tôi vang lên một tiếng rầm rất lớn, khiến bà giật thót mình. Xong đặt tay lên ngực, thở hắt ra một hơi, nghĩ do cánh cửa sổ bên phòng anh em chúng tôi lúc tối quên đóng lại nên bị gió giật. Chỉ là khi qua tới phòng thì lại chẳng thấy tôi nằm trên giường. Quay ra phòng khách, thấy cánh cửa chính chỉ khép hờ. Toàn gọi tôi mấy câu nhưng lại chẳng nghe có tiếng đáp trả. Tìm trong nhà xí cũng chẳng có bóng dáng tôi ở đó. Bây giờ trong lòng bà bắt đầu cảm thấy bất an, liền cầm đèn pin ra sân tìm kiếm. Cuối cùng mẹ và người làng phải tìm cả đêm mới thấy tôi nằm ở bờ ao như mọi người đã biết. Bác trưởng thôn lặng lẽ nghe mẹ tôi kể xong thì cầm ly nước uống một hơi, sau đó hướng ánh mắt về phía bà. "Tôi nghĩ cháu nó nằm ở bờ ao cả đêm như vậy mà chẳng có ai nghe thấy, thì e rằng..." Nói đến đây bác dừng lại, vẻ mặt như muốn dò xét ý kiến của mẹ tôi. Bà im lặng vài giây, nhìn về phía phòng tôi, rồi lại quay qua chỗ bác trưởng thôn. "Ý bác là chuyện tâm linh á?" "Ừ. Này, ông cụ nhà tôi hay nói là vong giấu người." Bác trưởng thôn đáp, mẹ chỉ khẽ lắc đầu. "Không, em nghĩ chắc là do bệnh cũ của thằng bé tái phát thôi. Lát em đưa nó đi bác sĩ coi như thế nào." Lời nói của mẹ làm hy vọng trong tôi giảm xuống đôi phần. Tôi cứ ngỡ rằng sau khi nghe bác trưởng thôn nói thì bà ấy sẽ để ý tới lời nói của tôi về thứ thực thể bí ẩn mang cái tên ông kẻ kia. Rốt cuộc thì mẹ tôi cũng chẳng quan tâm tới. Nghĩ vậy thôi, chứ tôi cũng không trách mẹ. Tôi biết bà là người sống theo chủ nghĩa duy vật. Những thứ không hề tồn tại trên thế giới này với mẹ tôi, tất cả chỉ là câu chuyện truyền miệng lúc trà dư tửu hậu. Và chuyện tôi nằm cả đêm hôm qua ở trong bụi cỏ cũng chả có gì khó giải thích cả.
đầu tiên về bệnh của tôi. Đúng là lúc nhỏ, tôi hay bị mộng du, mặc dù mấy năm nay hiện tượng đó không xảy ra nữa. Nhưng đâu thể chắc rằng nó không lặp lại. Còn chuyện người làng đi tìm mãi mà không phát hiện tôi nằm trong bụi cỏ cũng là vì thân hình của tôi thuộc dạng còi xương, mà bụi cỏ lại quá tùm. Nói đi nói lại, lời mẹ tôi vẫn là hợp lý hơn cả. Bác trưởng thôn nghe mẹ tôi nói, khẽ gật đầu. Ừ, cô cho thằng bé lên viện khám xem sao, có thể bệnh mộng dù nó lại tái phát. Nói rồi, bác ấy đội cái nón cối lên đầu, rời khỏi nhà. Tôi xoay lưng về phía cánh cửa sổ, trong lòng tự nhắc mình chuyện hôm qua hoàn toàn không phải mộng du mà thành. Đến trưa mẹ chở tôi lên viện khám tổng quát. Mặc dù không muốn, nhưng vẫn phải đi để mẹ an lòng. Kết quả như thế nào thì tôi chả để ý, chỉ biết rằng sau khi ở viện về tới nhà, tôi bị sốt một trận ly bì đến tận hôm sau. Sáng sớm mẹ tôi soạn một tờ giấy, xin cho tôi nghỉ phép mấy hôm, rồi một mình chạy tới trường đưa cho cô giáo. Tôi thấy trong người cũng khỏe lại nhiều, nhưng vẫn không muốn rời khỏi giường. Căn nhà chỉ có một mình tôi, và cảm giác trống vắng vô cùng. Khi em tôi còn sống, mỗi lần một trong hai đứa bị bệnh là đứa còn lại cũng ấm nóng trong người. Những lúc như vậy, mẹ thường cho cả hai đứa cùng ở nhà. Giờ chỉ có một mình, chẳng có ai nghe tôi kể lại những câu chuyện bịa đặt rồi khúc khích cười nữa. Thôi kệ, dù muốn hay không, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tôi định chớp mắt một chút thì lại nghe thấy tiếng ông anh hàng xóm gọi tên mình. Chuyện là bố ổng mới lên phố huyện tậu được con đầu phát video. Anh này cách hai đứa chúng tôi hơn chục tuổi mà quý tụi tôi lắm. Mỗi lần có cái gì mới là lại đem qua nhà cho chúng tôi hưởng ké. Hồi sáng sẵn nghe tôi bệnh ở nhà mấy hôm nên ổng vác qua nhà để hai anh em coi phim tàu. Sau khi loay hoay cắm mớ dây vàng đỏ từ cái đầu máy vào con tivi cũ của nhà tôi, ông anh hàng xóm đặt vào trong cái đĩa có bộ phim Tây Du Ký, rồi lại hướng dẫn tôi cách sử dụng. Xong quay sang: "Máy này tao cũng ít xài, để bên mày mấy hôm, có gì buồn buồn còn lấy ra xem. Chứ..." Nói đến đây, anh hàng xóm dừng lại, như thể không muốn nhắc tới chuyện làm tôi buồn nữa. Tôi cười trừ một cái, xong hướng ánh mắt nhìn về phía cái màn hình đang chiếu một phân cảnh trong bộ phim Tây Du Ký. Xem được một lúc thì ông bác hàng xóm gọi anh về, đi lên huyện có công việc gấp. Tôi đành một mình cày nốt bộ phim đang chiếu dở. Bộ phim chiếu tới cảnh anh em tôi thích nhất. Chỉ là muốn coi phim Tây Du Ký, anh em tôi phải đợi đến hè tivi mới chiếu. Mỗi lần tới khúc Tôn Ngộ Không lừa Trư Bắt Giới, nó đều tập trung cao độ nhìn lão Trư, xong lại cười khúc khích. Bây giờ có thể coi bất cứ lúc nào thì em lại... Tôi bất giác thở hắt ra một hơi, rồi hướng ánh mắt nhìn về phía tấm di ảnh của em gái, thầm nghĩ: giả như sự việc kia không xảy ra thì... Luồng suy nghĩ chưa kịp đi qua não bộ thì trong căn nhà tôi bỗng xảy ra dị tượng. Lúc này, trên màn hình tivi xuất hiện một vài đường nhiễu. Rồi chỉ vài giây sau, hình ảnh bắt đầu nhòe nhoẹt đi. Cùng lúc đó, cái loa liên tục phát ra những tiếng rè rè. Ngỡ cái đĩa có vấn đề, tôi liền lôi nó ra, lau lau vào áo. Xong tình hình cũng chẳng khá hơn là bao. Toàn cầm cái remote tắt đi, thì bên tai tôi lại nghe thấy lẫn trong tiếng tạp âm rè rè có tiếng kêu cứu yếu ớt của một đứa bé gái. Âm thanh còn bị ngắt quãng bởi tiếng sặc nước ồng ọc xen lẫn với hơi thở phì phò, nghe rất quỷ dị. Là tiếng kêu cứu của... Tôi buộc miệng thốt lên, ánh mắt trợn trừng. Giọng của bé gái đang kêu cứu chả phải là của em gái tôi hay sao? Bao năm chúng tôi sống chung một mái nhà, làm sao có thể nhầm được. Sau một vài giây trấn tĩnh, tôi gọi tên em gái mình.
Xong đáp lại tôi vẫn là âm thanh ọng ọc. Tôi đứng im lặng một lúc, đến thở cũng không dám. Đúng thật là từ hôm làm lễ cúng 49 ngày cho em gái, những điều ma quái cứ liên tục tìm đến, nhưng chỉ có mình tôi trải nghiệm nó. Có nhiều lúc tôi nghi ngờ về thế giới quan của mình. Liệu rằng đấy có phải tâm linh hay chỉ là một thứ ảo giác nào đó thoáng qua trước mặt. Ánh mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc tivi, liên tục phát ra tiếng rẹt rẹt, kèm theo giọng kêu cứu yếu ớt của em gái tôi, hòa lẫn với tiếng thở khùng khục như bể lò rèn của ông kẹ. Cứ như thể có một thế lực ma mị nào đó bắt tôi phải làm điều đó. Cả phút trôi qua, trên màn hình bắt đầu nhập nhòe, rồi hiện rõ ra phân cảnh một cái bóng đen cao lớn, tay chân khẳng khiu, trông chả khác gì khúc cây củi mục đang dìm một thứ gì đó xuống ao nước. Thoáng nhìn qua, tôi nhận ra ngay thứ mình đang thấy là cái ao đầu làng, nơi mà em gái tôi chết đuối. Cái bóng đen kia vẫn đang ghì chặt hai cánh tay xuống mặt nước, cho đến khi không cảm thấy sự chống trả của nạn nhân, bấy giờ gã mới từ từ đứng thẳng lên. Cùng lúc này, làn nước đen sì bất chợt trồi lên cái xác của một đứa bé gái. Tôi lặng người đi khi nhận ra dáng người đó, bộ quần áo ướt sũng nước đó chính là của... Trước mắt tôi, cái xác của em gái được phủ lên một lớp ánh sáng màu xanh lục phát ra từ khuôn mặt của cái bóng đen kia. Trong nó cứ dập dềnh đông đưa theo từng con sóng vỗ nhẹ vào bờ, cùng với tiếng cười mang rợ của gã sát nhân. Tiếng thét dường như đánh động đến thứ đã ra tay sát hại em gái. Chỉ trong một sát na, gã quay phát người nhìn thẳng về phía tôi. Trong giây phút đó, tôi chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh khi thấy mười mấy cái đốm sáng chiếu thẳng về phía mình. Tuy nhiên lần này tôi lại không bị dẫn đi như hôm bữa, mà hình ảnh trên cái tivi lóa lên một cái rồi biến mất như chưa từng có gì xảy ra. Bộ phim Tây Du Ký vẫn đang tiếp tục chiếu trên màn hình. Bây giờ tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để quan tâm đến nó nữa. Tôi không hiểu tại sao hình ảnh đó lại có thể được tái hiện một cách chân thực đến vậy. Chả lẽ có bàn tay vô hình nào đó đã ghi lại toàn bộ diễn biến sự việc, hay đấy chỉ là một cơn ảo giác mộng mị? Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định cầm cái remote nhấn nút tua lại. Nếu cái đầu máy này có thể tái hiện lại hình ảnh lúc em tôi bị sát hại, thì đấy sẽ là một chứng cứ quan trọng. Sau vài thao tác trên cái remote, tôi đã có kết quả. Vẫn là hình ảnh quái dị đó, kèm theo tiếng kêu cứu của em gái, hòa lẫn với âm thanh khùng khục đánh thẳng vào tai tôi. Một lần nữa, tôi cảm thấy không khí bị cô đặc. Tôi nín thở run run, tay tua lại hình ảnh đó một lần nữa. Màn hình vẫn chiếu cảnh em gái bị cái bóng đen đó sát hại, cuối cùng kết thúc bằng một luồng ánh sáng chói lóa sau khi gã sát nhân nhìn thẳng về phía tôi. Tính ra tôi tua lại phân cảnh đó đến chục lần để chắc ăn đấy không phải là ảo giác. Tôi không quan tâm ai đã quay lại thước phim đó, mà bắt đầu mong chờ mẹ sớm về để đưa cho bà ấy xem. Mặc dù tôi biết rằng thứ này chỉ có thể làm cho thế giới quan của mẹ bị phá vỡ, tệ hơn có thể làm cho bà sốc, nhưng đây là chứng cứ duy nhất để chứng minh lời đồn về ông kẹ là hoàn toàn có thật. Rồi cũng chẳng cần đợi lâu, chỉ độ hơn 5 phút sau, mẹ tôi đã về đến sân nhà. Vừa thấy tôi đứng trước cái đầu máy, mẹ tỏ ra khá ngạc nhiên rồi hỏi: "Ở đâu còn có thứ này?" Tôi giải thích qua về sự xuất hiện của nó. Nghe xong, bà ậm ừ, dặn tôi vài câu, đại khái như chú tâm đến việc học hành, kẻo sao lãng nọ kia. Rồi cầm cái giỏ đi chợ, quay lưng tính đi xuống bếp nấu đồ ăn trưa. "Mẹ chờ chút, con có cái này muốn cho mẹ xem." Mẹ dừng lại, nhèo nhèo mắt nhìn tôi. "Sao con trai?" Tôi chỉ tay cầm remote về phía cái màn hình tivi, nhấn nút tua lại, đáp:
Vừa nãy con thấy em gái. Tôi nói em gái bị người ta sát hại, nhưng lời nói cứ bị ứ trong cổ họng, khi hình ảnh lúc nãy hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện. Tôi bấm tua đi tua lại thêm vài lần nữa, đều không thấy phân cảnh em gái tôi bị ông kẻ sát hại đâu cả. Về phần mẹ, nhìn thấy thái độ đó của tôi có vẻ mất kiên nhẫn, liền tiến lại gần chỗ tôi hỏi: "Mẹ không hiểu con muốn nói cái gì?" Lúc này tôi bắt đầu mất bình tĩnh, hơi thở có phần hơi dồn dập. Phải hơn phút sau mới có thể nói ra mấy câu. "Rõ ràng lúc nãy tivi chiếu cảnh em gái bị ông kẻ dìm xuống ao mà." Mẹ nghe xong im lặng một lúc, không nói thêm lời nào. Tôi cũng chả muốn giải thích thêm. Không khí giữa hai mẹ con lúc đó tự nhiên bị kéo trùng xuống thêm một lần nữa. Cuối cùng bà chỉ khẽ thở dài một hơi, rồi lấy trong cái làng đi chợ ra cái bánh gai, rồi tiếp tục đưa cho tôi hai viên kẹo xanh đỏ. Đoạn đứng đó nhìn tôi bỏ vào miệng mới chịu rời đi. Tôi không hiểu tại sao mỗi lần như vậy mẹ đều đưa cho tôi hai viên kẹo này. Nó có vị ngọt hòa lẫn một chút gì đó hơi đắng đắng, khiến cho tôi khẽ nhăn mặt, liền nhả ra tay, sau đó len lén ném qua một góc. Đây là lần đầu tiên tôi vứt cái thứ mẹ đưa cho, song cũng chẳng muốn quan tâm đến việc mẹ có để ý hay không, bởi trong đầu vẫn còn lấn cấn về thước phim lúc nãy. "Lão ta chỉ muốn cho một mình mày thấy thôi." Một giọng nói thì thầm từ đâu đó vọng vào lỗ tai. Tôi giật mình nhìn trái phải xem kẻ nào vừa mới cất giọng. Không thấy gì ngoài một con mèo to lớn đang ngồi lười biếng liếm lông bên khung cửa sổ. Con mèo đen nhìn tôi bằng ánh mắt xanh lè như hai hòn bi ve, miệng ngáp dài một cái nói: "Nhìn gì?" Rồi nó lại ngồi chành bành ra liếm lông, mặc kệ tôi há hốc mồm vì kinh ngạc. Lại là ảo giác, chỉ là ảo giác thôi. Tôi vỗ vỗ tay lên trán, cố trấn tĩnh mình. Xong con mèo lại nhìn tôi, giật giật bộ râu trên mép. Nó nói tiếp: "Hôm bữa tao không cứu mày ở ngoài ao, chắc gì bây giờ mày có thể..." Nói đến đây, nó bỏ lửng câu nói, rồi phóng tới chân tôi, cọ cọ cái đầu vào đó. Hình ảnh con mèo đen lúc tôi nằm trong bụi cỏ lại hiện về trong tâm trí. Vậy là đêm hôm đó, tôi không phải bị mộng du, mà chính ông kẻ đã ra tay bắt cóc. Cũng may mà có con mèo này, chứ không thì e rằng bàn thờ nhà tôi lại có thêm một tấm di ảnh. Tôi ngồi xuống bên cạnh con mèo, đưa tay vuốt vuốt lông, tỏ ý muốn cảm ơn. Nó kêu lên mèo một tiếng, rồi tỏ thái độ khó chịu nhìn tôi. Nó nói: "Mày không cần phải nịnh, lo mà tìm cách đối phó với ông kẻ ấy." "Nhưng tao đâu có biết cách nào." Tôi đáp. Con mèo đứng thẳng bằng hai cái chân sau, chân trước đặt lên vai tôi. Đoạn nó rướn cần cổ, ghé miệng toàn mùi hôi của chuột chết vào tai tôi thì thầm: "Ông kẻ được sinh ra bởi lời đồn và tồn tại được nhờ vào sự sợ hãi của đám con nít như tụi bay." "Tao không có sợ lão." Tôi siết chặt tay, gằn giọng. Đúng là giây phút đó, hai tiếng ông kẻ không đủ lấn át đi sự tức giận trong lòng khi phải chứng kiến lại cảnh em gái mình bị gã dìm chết. "Ông kẻ mày vừa thấy có phần khác biệt hơn. Lão ta có thể tồn tại một cách độc lập mà không cần đến sự sợ hãi của nạn nhân." Con mèo nói tiếp. Tôi nghe xong chả hiểu gì cả. Dường như biết được suy nghĩ của tôi, con mèo kêu lên một tiếng mèo, rồi giải thích ngắn gọn. Bình thường ông kẻ dùng sự sợ hãi của đám con nít để gia tăng sức mạnh. Mỗi lần nhắm vào một nạn nhân nào đó
lão ta thường làm cho nạn nhân sợ hãi đến thất kinh hồn phách bằng cái bộ dáng quái dị của mình. Phần hồn phách bị lạc đều bị gã bỏ vào bên trong cái túi. Sau đó ông ta làm gì thì chỉ có trời mới biết. Nói đến đây, con mèo dừng lại, nhìn thẳng vào cặp mắt đang chăm chú lắng nghe của tôi. Trong giây phút đó, tôi có thể cảm nhận rõ luồng hàn khí bao quanh lớp lông đen tuyền của nó. Mặc dù sức mạnh của gã có thể nói là bất khả chiến bại, không một kẻ nào đủ sức để tiêu diệt, nhưng lão vẫn có một điểm yếu chí mạng. Đó là gì? Tôi hỏi ngay. Con mèo liếm mép một cái đáp. Chỉ cần nạn nhân không cảm thấy sợ hãi, sức mạnh của ông kẻ sẽ mất tác dụng. Vậy là ông ta sẽ bị tiêu diệt. Tôi tiếp tục hỏi. Con mèo kêu lên một tiếng, rồi lắc lắc cái đầu mà nói. Không. Lão ta chỉ buông tha cho đứa trẻ đó, và rồi lại tiếp tục tái sinh nhờ vào nỗi sợ hãi của một đứa trẻ khác. Nói đến đây, con mèo nhìn xoáy vào mắt tôi. Đoạn nó nhấn mạnh từng chữ. Mày nên nhớ, ông kẻ cũng như nỗi sợ hãi trên thế gian này mãi mãi không bao giờ biến mất được. Và ông kẻ cũng không phải chỉ có một. Tôi nghe xong bất giác đưa tay quẹt qua trán, cổ họng khô khốc, cố nuốt xuống một ngụm nước bọt. Không còn cách nào sao? Không. Nạn nhân của ông kẻ chỉ có thể dùng sức mạnh nội tâm đuổi lão ta mà thôi. Con mèo đáp. Tôi im lặng. Tại sao anh em tôi lại gặp phải cái thứ quái quỷ này? Không thể giết ông kẻ, vậy nhỡ đâu một ngày nào đó lão ta quay lại. Con mèo dường như đoán được suy nghĩ của tôi. Nó liền mèo lên một tiếng, cọ đầu vào người tôi mà nói. Mày yên tâm đi. Một nạn nhân đuổi được ông kẻ đi thì không bao giờ lão ta quay lại nữa, mà sẽ tìm đến một đứa trẻ khác. Vậy tốt rồi. Chẳng phải nãy giờ tôi không còn sợ ông kẻ nữa hay sao? Chỉ cần giữ vững lập trường, chắc chắn tôi sẽ đánh bại lão ta. Hy vọng còn chưa kịp nhen nhóm đã bị con mèo dập tắt bằng một cái lắc đầu. Dường như bên tai tôi còn có thể nghe thấy tiếng thở dài của nó. Ôi, ông kẻ của mày có chút đặc biệt, không thể sử dụng cách đó được. Tôi nghe xong câm nín luôn, tưởng rằng có thể trở lại cuộc sống bình yên, nào ngờ đâu. Thật ra không phải là không có cách để đánh bại lão ta, chỉ là nó hơi khó một chút, sợ mày không dám. Đằng nào mà chả thế, dám hay không cái gì nữa. Tôi cắt ngang lời con mèo. Nó dừng lại vài giây rồi nhìn tôi khẽ gật đầu nói. Vậy mày dám đi âm không? Đi âm. Tôi nhíu mày hỏi. Con mèo liếm mép. Đi âm tức là mày đến thế giới người chết. Muốn đánh được ông kẻ này, mày phải đi vào thế giới của người chết, mượn con dao của linh hồn một lão đồ tể, rồi lại phải tìm cái gương cũ của bà hàng nước tại cây đa già, tại phiên chợ âm. Việc đi âm phải thực hiện xong trước khi trời sáng, nếu không mày cũng sẽ thành người thiên cổ. Tôi nghe nói vậy khẽ rùng mình một cái. Bên kia con mèo vẫn tiếp tục cất giọng đều đều. Sau khi có được những thứ đó, mày sẽ phải tự tìm đến chỗ ông kẻ, dùng ánh sáng phát ra từ cây gương chiếu vào người,
Lúc đó ánh sáng từ 12 con mắt sẽ bị dập tắt, làm lộ rõ khuôn mặt thật của lão. Với ông kẻ, việc để cho nạn nhân thấy mặt là một điều vô cùng cấm kỵ, có khi còn bị giảm hết đến 4 phần ma lực. Mày phải nhân cơ hội đó dùng con dao của gã đồ tể đâm một phát thấu tim lão. Tôi nghe cụm từ đâm thấu tim mà nổi hết cả da gà, tay chân lạnh toát. Chưa để tôi kịp bình tĩnh, con mèo đã ghé sát cái miệng hôi thối của nó, thở ra một luồng hàn khí mà nhấn mạnh. Mày nhớ, mày chỉ có một cơ hội, và phải đâm trúng ngực phải của lão. Dứt lời, nó mèo lên một tiếng. Cùng lúc này mẹ tôi từ dưới bếp đi lên, thấy tôi đang thì thầm to nhỏ với con mèo, liền hỏi: "Con mèo ở đâu thế?" Tôi cũng tính nói cho mẹ biết về khả năng của con mèo đen này, nhưng chỉ có một mình tôi có thể nghe thấy và đối thoại cùng nó. Liệu lời nói của tôi có đủ làm cho mẹ tin không? Rốt cuộc vẫn trả lời đại khái rằng là nó tự vào nhà, tiện thể xin mẹ cho giữ lại nuôi. Mẹ nghe xong nhìn con mèo, nó cũng hướng ánh mắt màu xanh lam về phía bà ấy. Mẹ vốn là người cũng chẳng thích nuôi động vật cho lắm, vì vậy tôi phải năn nỉ một lúc lâu, bà mới chịu đồng ý. Thôi được rồi, còn có thể giữ lại con mèo này đến khi chủ nhân của nó tìm thấy. Dứt lời, mẹ tôi vuốt đầu con mèo một cái rồi rời khỏi phòng khách. Đấy là lần đầu tiên tôi thấy bà làm việc đó. Còn về phần con mèo, nó lại chẳng thấy dễ chịu chút nào. Nó vội thúc giục tôi đi chuẩn bị để tối nay sẽ dẫn đi âm. Tôi khẽ gật đầu rồi mau chóng đi lấy quần áo bỏ vào trong cái ba lô đi học. Dự chuyến này sẽ đi hơi xa. Tôi khựng lại. Ủa, mình đi âm phủ chứ có phải đi du lịch đâu mà chuẩn bị áo quần. Nghĩ vậy tôi dừng tay, hướng ánh mắt về phía con mèo đang tỏ rõ sự chán nản trên khuôn mặt nhìn về phía tôi. Này, mày không nói tao chuẩn bị thứ gì, sao tao biết được chứ? Ôi, mày chỉ cần lên giường đi ngủ sớm đi. Đến nửa đêm, tao sẽ dẫn mày đi âm. Con mèo đáp, rồi nó phóng mình lên cánh cửa sổ, nhìn ra phía vườn rau trước nhà. Về phần tôi, lúc này trong lòng vừa cảm thấy hồi hộp, lại vừa cảm thấy lo lắng. Không biết thế giới âm phủ sẽ như thế nào, và liệu tôi cùng với con mèo này đi lấy mấy thứ kia thì ông kẻ có tìm đến. Lần nữa con mèo giải đáp thắc mắc trong đầu tôi, cứ như thể tôi và nó thông linh từ rất lâu. Mày yên tâm, có tao thì ông kẻ sẽ không tìm đến đâu. Lão chỉ có thể bắt nạt mấy đứa con nít như tụi bay, chứ một con mèo già như tao thì không có cửa. Già sao? Tôi kinh ngạc, hai hàng lông mày hơi nhíu vào nhau. Con mèo giật giật hàng ria mép. Tao ở đây rất lâu rồi, tao cũng không nhớ là bao nhiêu năm nữa, nhưng mà tao chắc rằng từ lúc ông nội mày với tao chỉ là một đứa con nít. Vừa nói, nó vừa hướng ánh mắt nhìn lên cái bàn thờ đặt tấm di ảnh của ông nội tôi. Nội tôi hưởng thọ hơn 97 tuổi, lại mất cách đây cũng khá lâu rồi. Vậy chả lẽ số tuổi con vật đứng trước mặt tôi đã hơn con số 100 năm. Về phần con mèo đen, chẳng thèm để ý đến thái độ bất ngờ của tôi. Nó ngáp dài một cái rồi nằm lim dim mắt. Còn tôi tiến đến chỗ bàn thờ của em gái, thắp lên đó một nén nhang, mong sao đêm nay nó sẽ phù hộ tôi và con mèo mới gặp đánh bại được ông kẻ. Sau cuộc đối thoại với con mèo chả biết đến từ đâu, tôi suy nghĩ rất nhiều, liệu mình có thể hoàn thành việc đó trước khi mặt trời lên.
chưa kể đến cuộc hành trình đêm nay. Thứ tôi tiếp xúc chỉ toàn là những hồn ma. Giá như mẹ tôi có thể tiếp xúc được những điều linh dị tôi đã phải trải qua. Mà thôi, dù gì cũng có con vật kia làm bạn đồng hành, ít ra cũng không đến nỗi nào. Nói đi nói lại, vẫn là tự mình lên tinh thần cho chuyến đi âm sắp tới. Vậy là suốt một ngày trời, tôi chỉ ở yên trong nhà, nghe con mèo nó kể lể đủ điều về thế giới người chết. Sau bữa cơm tối, tôi lên giường khá sớm, nhưng lại trằn trọc, chẳng thể nào ngủ được. Mãi đến gần 12 giờ đêm, con mèo đen thấy hai mắt tôi vẫn thao láo, nhìn lên trần nhà, thì leo lên bụng tôi kêu mèo mèo mấy tiếng, rồi nói: "Mày không ngủ, sao tao đưa mày đi âm được?" "Tao hơi khó ngủ," tôi đáp, mặc dù biết con vật trước mắt mình cũng phải cỡ ông Tằng Tổ Khảo. Nhưng gọi một con mèo bằng cụ thì tôi thấy nó cứ lấn cấn làm sao ấy. Về phần con mèo ấy cũng chẳng thèm để ý đến thái độ của tôi. Nó liếm liếm bàn chân trước mấy cái, đáp: "Ừ, có chút hồi hộp hơi mất ngủ cũng là điều dễ hiểu. Thôi được rồi, bây giờ mày tập trung sự chú ý nhìn vào mắt của tao." Nói rồi, nó dí cặp mắt xanh lè đến sát khuôn mặt tôi. Thứ ánh sáng phát ra từ hai con người ấy cứ như thể muốn lôi tôi vào bên trong một đường hầm hình xoắn ốc dài vô tận. Độ vài giây sau, thấy mọi vật trước mắt mờ dần, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay. Trải qua một thời gian ngắn, tôi thấy cơ thể của mình bắt đầu bị một lực vô hình nào đó nâng lên cao. Cùng lúc này, con mèo liên tục kêu lên những tiếng mèo mèo, nghe vô cùng ma mị. Cho đến khi nó dừng lại, cũng là khi linh hồn tôi hoàn toàn thoát ra khỏi thể xác. Tôi nhìn về cái cơ thể đang nằm duỗi thẳng chân tay trên chiếc giường thì cảm thấy cũng khá thú vị. Này khác gì trong mấy bộ phim của tàu đâu. "Đi thôi, mày phải mau chân lên mới kịp." Bên tai tôi có tiếng thúc giục. Quay sang thì thấy con vật màu đen lúc chiều bây giờ đang đứng bằng hai chân, trông chả khác gì một đứa con nít mang cái đầu mèo, khiến tôi giật mình, không hiểu là đang đứng chung với yêu tinh hay quỷ quái. Cũng may mà có sự chuẩn bị tinh thần từ trước, chứ không thì chắc hồn vía đã lên mây. Tuy vậy, tôi vẫn phải mất vài giây định thần trước khi đi theo con mèo xuyên qua cánh cửa ra tới đường làng. Chúng tôi cứ như thế lặng lẽ bước đi. Trên trời cao, ánh trăng phản chiếu lên con đường làng một màu vàng nhạt, trông rất thơ mộng với những cặp đôi muốn hẹn hò. Còn về phần tôi thì lại thấy nó quá ư là ma mị. Cũng đúng thôi, cảnh tượng một người một chả biết là yêu tinh hay quái quỷ, không có bóng, cứ thế mờ mờ ẩn ẩn. Chân không chạm đất, đi trên con đường làng thì không quỷ dị mới lạ. Đi được một hồi, tôi thấy trên đường cũng có một vài người cùng tiến về phía trước như chúng tôi. Trên khuôn mặt họ đều vẽ lên một màu u ám, và tuyệt nhiên tất cả đều không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ cúi đầu lặng lẽ hướng về phía trước. Một vài người khi chạm mặt chúng tôi cũng ngó qua vài giây, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu, xong cũng chẳng nói gì. Con mèo dùng truyền âm nói vào trong đầu tôi: "Họ không hiểu tại sao mày còn dương thọ mà có thể xuất hồn đi ấy mà. Kệ đi." Tôi khẽ gật đầu một cái, xong cũng lặng lẽ đi theo con mèo. Trong đầu thầm nghĩ: "Sắp tới chưa?" "Gai gốc đa đầu làng này thôi, chứ xa xôi gì." Con mèo đáp. Tôi thoáng có chút giật mình. Chả phải nơi ấy, đám trẻ con trong làng vẫn thường ra đó chơi hay sao? Thật không ngờ nơi đó lại là tụ điểm cho những người âm giao thương buôn bán. "Mày làm như ngày nào cũng có chợ âm ấy, hoa may lắm nó mới mở một lần." Con mèo nói dứt lời, cũng là lúc bọn tôi thấy bóng dáng cây đa nằm lấp ló ở phía xa.
nhìn như một gã khổng lồ, vươn đôi tay qua lại trong gió. Bên dưới gốc đà có những gánh hàng xén bán đủ mặt hàng, chẳng khác gì phiên chợ bình thường. Mỗi tội nhìn nó mờ ảo như sương khói. Tôi bắt đầu bước đi nhanh hơn về phía trước. Để đến chỗ phiên chợ âm đó, phải đi qua cái ao đầu làng, nơi em gái tôi bỏ mạng. Liếc mắt nhìn qua ánh trăng phản chiếu trên mặt nước đen ngòm từ cái ao, hình ảnh từ cái đầu máy hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Tôi bất giác siết chặt mấy đầu ngón tay lại. Tôi không sợ kẻ đã giết em gái tôi, mà càng thêm quyết tâm tiêu diệt cho bằng được gã. Con mèo quay qua nhìn tôi thở dài một cái, rồi quay mặt bước đi. Chả mấy chốc, chúng tôi đã đứng trước sạp thịt heo của gã đồ tể. Nói sơ qua thì nhìn nó cũng chả khác gì bàn bán thịt của ông Tám ngoài chợ làng. Chỉ khác một điều, mặt hàng ở đây là những miếng thịt đen xì như dầu hắt, bởi nó được quấn quanh một thứ âm khí dày đặc. Tôi cũng chẳng muốn biết đó là thứ thịt gì, chỉ quan tâm đến cuộc đối thoại giữa con mèo và linh hồn gã đồ tể. Tất nhiên tôi chả thể nào hiểu được ngôn ngữ giao tiếp giữa họ. Chỉ thấy con mèo, nó quờ tay múa chân như kiểu đang đàm phán rất căng thẳng. Cuối cùng gã đồ tể quét ánh mắt sắc lạnh nhìn qua phía tôi, rồi thở hắt ra một hơi. Sau đó lấy trong người ra con dao bầu được làm bằng thứ kim loại đen ống như gỗ mun. Con mèo nhìn qua phía tôi, khóe miệng dường như nở ra một nụ cười âm lãnh. Tôi hiểu ý, liền đưa tay ra đón lấy. Lạnh thật. Tôi thầm cảm thán khi vừa chạm vào con dao của gã đồ tể. Thứ đó không khác gì một cục băng tuyết trong cái tủ lạnh nhà bác tôi trên phố huyện, khiến 10 đầu ngón tay tôi gần như tê tái. Song cảm giác đó lại thoáng qua một cách nhanh chóng. Sau vài giây, bàn tay tôi lại cảm thấy bình thường. Lão đồ tể xua tay mấy cái, ra hiệu cho chúng tôi rời đi, xong lại tiếp tục bày hàng thịt. Rời khỏi hàng thịt, chúng tôi mau chóng đến chỗ bà cụ bán nước, ngồi ở dưới gốc đa. Vừa thấy tôi, bà cụ đã cất lên một chất giọng nghe nhựa nhựa, kèm theo một chút âm khí lạnh lạnh. Này thằng nhóc kìa, mày chưa hết dường thọ, sao lại đến đây? Con... Tôi ấp úng không biết nên nói gì với bà cụ. Bất giác bên tai tôi, tiếng con mèo kêu lên một tiếng. Bà cụ lập tức quét ánh mắt về phía nó, rồi khẽ gật đầu. Thì ra là con mèo này hả? Thế hai đứa tìm ta có chuyện gì? Dạ, con muốn mượn tấm gương soi của bà. Tôi đáp. Bà lão im lặng suy nghĩ vài giây, đoạn rót ra hai chén trà đặt trước mặt. Cùng lúc này trong đầu tôi vang lên giọng của con mèo thì thầm nhắc nhẹ. Đừng uống. Ngồi uống với ta miếng nước đi, nghe ta kể chuyện đã. Bà cụ nói dứt lời, con mèo liền dí cái mũi của nó sát chén trà, hít một hơi thật dài. Khuôn mặt lộ rõ nét sảng khoái. Còn theo phép lịch sự, cầm lên nói lời cảm ơn, xong ngập ngừng vài giây, rồi giả vờ nhấp một ngụm. Bà cụ khẽ gật đầu, đoạn phe phẩy cái quạt. Từ những cái xương nang, từng luồng âm khí quẩn quanh như khói bể lò, khiến cho nhân ảnh bà lão cứ ẩn ẩn hiện hiện. Bà tặng hắn mấy câu, rồi bắt đầu kể lại chuyện cuộc đời mình. Xong lại đến chuyện làng chuyện xóm, rồi trên thiên dưới địa. Phải nói là rất nhiều câu chuyện, cứ như thể bà cụ là cả một kho tàng kiến thức. Tưởng rằng cũng chẳng mấy khó khăn để lấy được chiếc gương của bà lão bán nước này. Nào ngờ, cả tôi lẫn con mèo phải ngồi lại đây nghe bà cụ kể chuyện đến ù cả tai. Trời bắt đầu dần về sáng, khiến lòng tôi càng thêm lo lắng. Liệu mình có về nhà kịp hay không? Lại chẳng may thành con vong quất vưởng vì nghe ma kể chuyện. Con mèo cảm giác được nỗi lo từ trong lòng tôi, liền cọ cọ bộ lông đen tuyền vào chân của bà lão.
Bà cụ thở dài nhìn tôi, bà nói: Hay, đã giờ mày kể chuyện nghe ta quên mất. Đã lâu lắm rồi mới có người nghe ta nói lâu đến vậy. Nói rồi, bà đưa cho tôi một cái gương soi, trông cũng chả khác gì cái bát quái treo ở hiên nhà. Cầm cái gương soi, tôi khẽ cúi đầu lễ phép cảm ơn bà cụ, rồi cùng với con mèo ba chân bốn cẳng chạy như bay trên con đường làng hướng về phía căn nhà của mình. Đằng sau lưng, ánh nắng ban mai dần trải xuống như một tấm thảm màu vàng nghệ chậm chậm. Khung cảnh đó nhìn thì thật đẹp, nhưng để nó chiếu lên hồn thể của tôi thì e rằng những tháng ngày tiếp theo tôi sẽ phải hết nhang thay cơm bữa. Sau một hồi cắm đầu cắm cổ chạy về đến nhà, tôi đâm sầm vào cái xác đang nằm thẳng đơ trên giường. Ngay sau đó, không gian xung quanh tôi bỗng nhiên trở nên tối sầm. Rồi từ đâu đó có tiếng gà gáy sáng, kèm theo âm thanh mèo mèo từ con mèo đen. Tôi mở mắt ngáp dài một cái, thấy ánh sáng đã tràn ngập vào bên trong căn phòng. Con mèo đen đã không có ở đây nữa, mà chỉ có mẹ tôi đang ngồi cạnh bên. Trên tay bà còn cầm một cái khăn ướt. Con tỉnh rồi hả? Mẹ nói. Tôi nhìn qua phía bà với ánh mắt hơi khó hiểu. Đêm qua con bị sốt. Mẹ lên tiếng giải thích rồi rời khỏi phòng. Đợi bà ấy đóng cửa lại, tôi liền ngồi dậy, hướng ánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm con mèo, nhưng lại chẳng thấy nó đâu. Đang nghĩ chắc chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ, chứ đời nào lại có chuyện đi âm, thì bỗng thanh xà ngang trên đầu tôi vang lên một tiếng mèo. Âm thanh vẫn tạo ra một cảm giác lạnh lạnh giống như đêm qua. Tôi theo phản xạ ngước nhìn lên, vừa hay chạm phải ánh mắt xanh lè của con mèo đang nhìn xuống. Này, tính dọa chết tao hả? Tôi thầm nói, con vật này đến đi thật đúng như ma. Vừa ngó không thấy đâu, thoáng một cái nó lại xuất hiện ở chỗ mình vừa mới tìm kiếm. Con mèo ngồi trên cao, liếm qua bộ lông đen tuyền của nó, tỏ vẻ không quan tâm đến thái độ của tôi. Một hồi sau đó nó cong lưng ngáp dài, rồi phóng cái bịch xuống giường. Tao mới nhận được tin, ông kẻ đêm nay sẽ xuất hiện. Giọng nói của con mèo lọt vào tai. Lần này thì tôi chắc chắn việc đi âm không phải là giấc chiêm bao. Nhưng con dao đồ tể và cái gương soi của bà bán nước đâu? Chả phải trước khi nhập vào xác tôi vẫn cầm nó trên tay hay sao? Tôi có phần hơi thắc mắc. Con mèo thấy vậy, hít hít cái mũi đỏ của nó về phía đầu giường. Tôi hiểu ý liền lật cái gối lên. Hai vật đến từ cõi âm nằm ngay ngắn ở đó, hình dáng và màu sắc vẫn như trong giấc mơ. Cách đánh bại ông kẻ tao nói hôm qua rồi, đêm nay mày có thể đánh bại được gã hay không thì còn phải dựa vào khả năng của mày. Con mèo nói, rồi cuộn tròn lại ngáp dài một cái, dáng bộ lười biếng chìm vào giấc ngủ. Trời dần về trưa, rồi đến tối, cảm giác thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Ngoảnh đi ngó lại vài cái mà tôi đã ăn xong bữa tối, còn chủ động lên giường trùm chăn, sẵn sàng vào giấc mộng. Con mèo thấy thế, nhảy lên nằm trên bụng nhìn tôi với ánh mắt tròn xoe. Này xuống đi, cho tao ngủ chứ, lát sao tao đi. Tôi đẩy nó xuống, con mèo kéo cong người một cái, xong cũng chẳng rời đi, mà chỉ nói mấy lời, nghe vẫn lạnh lùng như phát ra từ cõi âm tàu địa phủ. Mày không cần phải ngủ. Nhiều khi tôi chẳng hiểu tại sao mình lại có thể đối thoại được với nó. Chắc có lẽ con mèo này đem đến cho tôi cảm giác có một kẻ hiểu và biết được những gì tôi đang phải đối mặt, thế là đủ. Tại sao? Tôi hỏi lại. Con mèo nhìn về phía cái gối đáp. Hôm qua tao với mày cần đi âm, nên mới phải xuất hồn. Còn hôm nay chỉ cần ngồi ở nhà,
lão ta sẽ tự tìm đến. Tôi nghe xong hơi rướn người dậy, nói: Còn mẹ tao thì sao? Chả lẽ bà ấy lại để cho tao rời khỏi nhà? Chuyện đó mày không phải lo, tao có cách. Con mèo nói với chất giọng đều đều, xong nó co chân phóng vút lên cái xà ngang trên mái nhà. Lúc này tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về những gì mình đang phải đối mặt. Nói chung là nhiều luồng ý kiến khác nhau cứ thế ập vào trong tâm trí. Có đôi lúc tôi còn cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình, không biết liệu những gì mình trải qua có phải là thật hay không. Song vật để dưới gối lại là thứ cho tôi câu trả lời rõ nhất. Nói đi nói lại, cuối cùng vẫn phải sẵn sàng đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình để tiêu diệt kẻ dân gian vẫn thường hay gọi là ông kẻ. Trời càng về đêm mà không khí vẫn nóng nực, và tất nhiên bọn muỗi cũng theo đó kéo vào liên hoan, khiến tôi mỏi tay đập nghe bầm bóp. Đợi hoài không thấy ông kẻ tìm đến, tôi tính chợp mắt một chút thì con mèo đen bỗng kêu lên mấy tiếng ngào ngào, rồi phóng vụt một cái xuống đất, hít hít một làn hơi dài vào trong mũi, nói: Lão ta đang xuất hiện ở chỗ cây đa đầu làng. Đến rồi sao? Tôi thốt lên, tay vớ lấy con dao của gã đồ tể. Con mèo khẽ gật đầu, xong rùng mình một cái. Ngay lúc này, từng đám lông đen tuyền của nó rơi rụng lả tả trên mặt đất. Cơ thể bắt đầu to lớn hơn, hai chân trước dần biến thành cánh tay, trông như của một đứa con nít. Thoáng một cái, nó đã hóa thân thành nhân ảnh của một đứa trẻ con, chắc cũng cỡ tuổi tôi. Chỉ có mỗi cái đầu mèo là không thay đổi. Chuyện xảy ra trước mắt tôi, nói qua thì đúng thật là quái dị. Cũng may nhân dáng này tôi đã trông thấy trong giấc mộng đi âm, nên cũng chả mấy bất ngờ. Con mèo sau khi biến hình liền cầm lấy cái gương soi của bà hàng nước. Nó nói: Lát ông kẻ đến, tao sẽ dùng phép soi vào người của gã. Khi đó mày phải bao chóng đâm thấu tim. Cơ hội để lão lộ rõ nguyên hình chỉ có một. Mày đừng có làm tao thất vọng. Nó nói xong liền chạy ra ngoài sân, sau đó co chân nhảy một phát lên mái nhà một cách nhẹ nhàng, trông chả khác gì một cao thủ võ lâm trong phim kiếm hiệp. Về phần tôi cũng mau chóng cầm con dao lao nhanh ra ngoài sân. Chỉ một thoáng mà không gian xung quanh tôi bỗng trở nên tối đen mù mịt. Gió rít từng hồi, kéo theo những tiếng xào xạc phát ra từ mấy cái cây ăn trái trong mảnh vườn nhỏ. Ngoài ra bên tai tôi còn nghe thấy âm thanh tít tít chậm chậm, không biết bắt nguồn từ chỗ nào. Một vài giây trôi qua, bên tai tôi vang lên tiếng rin rít chói tai từ đằng xa vọng đến. Cùng lúc này tôi nhận ra có 12 đốm sáng lướt về phía mình với một tốc độ nhanh khủng khiếp. Tôi bất giác lùi về sau mấy bước, chưa biết phải xử lý thế nào thì con mèo bên mái nhà đã lên tiếng: Bình tĩnh đi, tao soi ánh sáng vào, mày phải đâm vào ngực lão ngay lập tức. Tôi gật đầu tỏ rõ thái độ quyết tâm. Cùng lúc này nhân ảnh quỷ dị với 12 con mắt đã lướt qua cánh cổng nhà tôi. Lần này tôi cảm thấy mình đang là người chủ động, đợi kẻ được gọi là ông kẻ, chứ không còn run sợ như một con mồi đứng trước mặt con sói già hung ác. Con mèo bất ngờ kêu lên một tiếng ngao, rồi ngay sau đó hướng thẳng cái gương về phía ông kẻ. Từ đó phát ra một luồng ánh sáng màu vàng nhạt chiếu thẳng về phía nhân ảnh mờ ảo có 12 con mắt kia. Chả mấy chốc, thứ ánh sáng đó đã bao phủ lên người gã ta. Từ nơi được cho là thất khiếu liên tục bốc ra những làn khói đen xì, kèm theo tiếng gào thét đau đớn. Cơ thể ông kẻ bắt đầu có sự biến đổi, trông như gã đang bị thứ ánh sáng kia làm thu nhỏ lại, cho đến khi chỉ cỡ một đứa con nít giống như tôi. Nhưng làn khói đen phát ra từ đó vẫn còn dày đặc, khiến cho tôi chưa thể nào
nhìn rõ nhân ảnh thật sự của ông kẻ nó trông như thế nào cả. Bên tai tôi dội đến âm thanh thúc giục của con mèo. Trong một sát na, tôi lao vút tới chỗ hắn ta, dựa vào linh cảm của mình đâm một phát chí mạng vào nơi được xác định là chứa quả tim của ông kẻ. Từ trong làn khói sương đen mù mịt, một tiếng thét khủng khiếp vang lên. Âm thanh nghe rất quen thuộc. Hình như là... Tôi bất ngờ lùi về phía sau mấy bước. Làn sương khói bao phủ nhân ảnh của ông kẻ cũng từ từ tan biến. Giây phút đó, tôi dường như chết sững người. Thứ được gọi là ông kẻ kia thực chất lại chính là nhân ảnh của tôi. Là tôi. Tôi đang ôm ngực nằm gục giữa sân. Dưới ánh trăng dần lộ rõ sau đám mây mù, soi rõ từng dòng máu chảy loang lổ dưới chân, kéo tôi về vùng ký ức đã bị lãng quên. Thật ra gia đình tôi cũng chả mấy hạnh phúc. Cha mẹ tôi ly hôn khi chúng tôi lên 3 tuổi. Kinh tế gia đình cũng theo đó đi xuống một cách rõ rệt. Và mọi người đều cho tất cả những điều không may đó xuất phát từ việc chúng tôi là một cặp song sinh âm dương. Tôi nghe thấy rất nhiều người nói với nhau rằng chỉ cần một trong hai chúng tôi chết đi thì khi đó mọi chuyện sẽ trở nên khá hơn. Tôi không dám chắc về chuyện đó. Tôi rất quý em gái mình, nhưng tôi chưa bao giờ có được sự quan tâm từ mẹ. Vậy thì đôi tay tôi run run khi nhớ lại những điều đã lãng quên trong quá khứ. Còn dao trên tay cũng rơi xuống vũng máu từ lúc nào không biết. Hình ảnh cái ao nước lại một lần nữa hiện ra trong tâm trí. Lần này là chính tôi đang bất ngờ đẩy em xuống nước, rồi sau đó dùng ánh mắt vô cảm nhìn nó. Đến khi tôi quay lưng đi thì mặt nước đã không còn dao động, ngoài những bọt nước lác đác nổi lên. Tôi quỵ giữa sân, gào thét điên loạn. Cùng lúc này cảnh vật trước mắt tôi vặn vẹo rồi dần dần tan vỡ. Bên tai tôi liên tục vang lên những tiếng tút tút kéo dài. Tại một phòng bệnh, mấy người bác sĩ đang gấp rút hồi sức cho một người thanh niên. Một lúc sau, vị bác sĩ lớn tuổi nhất ekip thở nhẹ một cái nói: Cậu ấy thoát ra khỏi ảo cảnh rồi. Cùng lúc này, người thanh niên kia từ từ mở mắt. Gã hướng đôi môi khô khốc của mình về phía bác sĩ. Đây là đâu? Đây là nơi chúng tôi điều trị cho cậu. Vị bác sĩ trả lời. Cậu thanh niên nhíu mày. Điều trị? Một người bác sĩ khác tiến lên một bước rồi nói. Cậu là một bệnh nhân khá đặc biệt. Chắc là cậu đã nhớ ra chính cậu là người đã giết em gái mình. Người thanh niên im lặng không nói gì. Vị bác sĩ lại tiếp tục. Theo hồ sơ bệnh án của cậu, sau khi gây ra cái chết của người em gái sinh đôi, tinh thần của cậu bắt đầu có sự xáo trộn một cách rõ rệt. Hình ảnh đó tụ thành một nỗi đau không thể xóa nhòa, theo thời gian lại càng tích tụ đến mức cực điểm. Vị bác sĩ nói đến đây dừng lại vài giây nhìn cậu thanh niên rồi tiếp tục giải thích. Khi một điều gì đó đi quá giới hạn của con người, đại não sẽ tự động tu chỉnh giống như một cục tẩy, xóa đi khoảng ký ức đen tối của cậu. Vì vậy, cậu hoàn toàn không nhớ được rằng chính mình là người đã đẩy cô bé xuống dưới ao. Và đại não của cậu cũng tự tạo ra một kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của em gái mình. Và từ khi phát bệnh, trong suốt thời gian dài, cậu bị mắc kẹt trong một thế giới giả dối rằng em gái mình bị ông kẻ sát hại để đổ lỗi cho ông ta. Người thanh niên thở hắt ra một hơi, cảm thấy khổ họng khô khốc, thất thần hỏi. Tôi bị như vậy bao lâu rồi? Rất lâu rồi. Vị bác sĩ lên tiếng, sau đó là một bầu không khí im lặng bao trùm. Cuối cùng ekip y bác sĩ rời khỏi phòng, để lại một mình gã thanh niên ngồi đó, hướng ánh mắt vô hồn nhìn về phía không gian vô định. Vừa hay lúc này, ở một cái đài radio nào đó phát ra câu hát Vì anh thương em. Cậu thanh niên nở một nụ cười lạnh lẽo.
Chả phải người làng muốn một trong hai chúng ta phải chết hay sao? Vậy em gái tôi đã trở thành một thiên thần, đúng như ý họ rồi đó. Và họ cũng sẽ trở thành những vị thiên thần có đôi cánh trắng vì lời nói của mình sớm thôi. Rất sớm thôi. Quý khán thính giả thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập truyện Song Sinh, tác giả Quác Tử. Đến đây, chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.